Và chào mừng mọi người đã quay lại với video. Và hôm nay mình xin dẫn các bạn cách jailbreak và cài trích trên iOS 11.2 đến iOS 11.3.1. Thực ra cái này không hẳn là jailbreak chính thức, cái này chỉ là lấy được quyền root và sẽ hỗ trợ cho chúng ta cài trích để mà xài trong khi chờ jailbreak chính thức của Electra. Rồi, và trước khi làm cái này thì mình xin nói một điều rằng là cái này chỉ hỗ trợ iOS 11.2 đến iOS 11.3.1. Cụ thể nào iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro các loại, iPad 5, iPad 6 và iPod Touch đời thứ 6. Đồng thời máy lock, máy quốc tế, máy thay màn hình, máy đã bị thay cảm biến vân tay, máy bị mất vân tay, máy bị hỏng nút home, máy bị thay màn hình, máy trôi bảo hành, máy mất bảo hành. Nói chung là đủ loại vẫn có thể cài được. Chỉ là đừng trừ cái trường hợp máy bị dính iCloud thôi. Rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu và cách này sẽ hoàn toàn không đụng đến cái máy tính nha. Rồi, bây giờ trước hết là chúng ta lên ftiOS.vn để cài đặt ftiOS về. Các bạn lên ftiOS.vn. Đó, sau bạn bấm menu này. Các bạn chọn cài đặt ftiOS. Rồi các bạn bấm cài đặt cho phép. Rồi các bạn bấm cài đặt. Rồi sau khi chúng ta bấm cài đặt thì ftiOS 10 sẽ xuất hiện trên màn hình chính, các bạn sẽ mở ra. Rồi các bạn vào phần FT Store và các bạn hãy cài ba cái này cho mình là rootlessJB, và iSuperSu. Và đồng thời các bạn lên App Store các bạn cài Document 6 và Terminus về. Rồi. Và sau khi các bạn tải ba cái kia xong thì khi các bạn mở sẽ có một cái thông báo là nhà phát triển không tin cậy. Thì các bạn vô cài đặt nè. Sau đó các bạn vô cài đặt chung. Quản lý cấu hình và thiết bị. Chọn cái phần của ứng dụng doanh nghiệp này và các bạn bấm tin cậy. Rồi, sau khi các bạn bấm tin cậy xong thì các bạn sẽ bắt đầu mở cái app rootlessJB này ra. Và các bạn bật phần trích lên. Đồng thời rồi sau đó các bạn bấm jailbreak. Và các bạn lưu ý là cái máy phải respring lại thì nó mới được. Còn ví dụ mà nó bị khởi động lại thì nghĩa là nó không thành công như thế này. Thì các bạn phải thử lại nhiều lần thì nó mới có tác dụng. Còn muốn tăng khả năng jailbreak thì các bạn hãy làm những bước sau. Đầu tiên là các bạn hãy đưa về chế độ máy bay, tắt hết wifi, bluetooth đi. Các bạn vô đa nhiệm, các bạn tắt hết ứng dụng ở trong đây đi. Rồi sau đó các bạn giữ home và nguồn để nó tự để nó khởi động lại. Và sau khi các bạn khởi động lại, các bạn chờ khoảng 30 giây để cho cái máy được khởi động. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu thử lại. Và vẫn xì, các bạn cứ thử lại đến khi nó được thì thôi. Cuối cùng mấy lần thử cũng đã thành công. Vừa làm vừa coi World Cup đây, mặc dù không phải fan World Cup nhưng mà coi cho vui thôi. Giờ tạm. Giờ chúng ta sẽ quay lại về vấn đề jailbreak. Rồi, bây giờ sau khi chúng ta đã có rootless jailbreak chạy thành công thì chúng ta sẽ mở Fuse xem là VAR có nhận không. Và chúng ta thấy là thư mục VAR này vô rất là bình thường đây. Thư mục hiện đầy đủ. Rồi, giờ tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu cài trích. Thì các bạn vô cái link ở phần mô tả dưới sẽ dẫn đến bài viết của ftiOS với kèm với link một số trích mà đã được patch sẵn để có thể chạy được trên iOS 11.3 này. Thì bây giờ trong thời điểm video này là bài viết đó chưa có nên mình tạm thời dùng link mình đã ghi chú đây. Thì đầu tiên mình sẽ cài Little X. Cái này sẽ mang tất cả cử chỉ của iPhone 10 lên thiết bị cũ. Rồi, sau khi các bạn mở link xong, nó sẽ tải một file zip về. Thì các bạn mở trong document nhé. Đó. Sau đó các bạn bấm vào file little x này, nó sẽ giải nén ra. Rồi, sau khi giải nén, chúng ta có một thư mục little x này nè. Thì bên trong sẽ có thư mục là Debian và Library.
thì các bạn đừng quan tâm cái thư mục Debian, mà các bạn chỉ quan tâm mục library thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ chuyển cái thư mục library này vô Fuse, thì các bạn bấm nút 3 chấm ở đây, các bạn chọn share, sau đó chọn sao chép đến Fuse, thì nó sẽ đánh dấu là thư mục đã chuyển ở đây. Thì bên trong đây sẽ có 3 thư mục, đó là Mobile Substrate, Preference Bundles và Preference Loader. Thì các bạn sẽ copy file vô các mục sau. Thì đầu tiên các bạn bấm vào cái thẻ ở góc phải này, sau các bạn nhấn dấu cộng để tạo ra một cửa sổ mới để cho tiện lợi về việc copy. Thì các bạn bấm quay lại về cái mục var này, sau các bạn vô Containers Bundle Trick Support Library. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với Mobile Substrate trước, rồi Dynamic Library. Thì các bạn cũng vô đây, copy hai cái file này vô, bấm nút sao chép đây, sau đó bạn dán đây. Rồi các bạn quay lại, các bạn vô thư mục Preference Bundles, còn ở bên thư mục vừa copy các bạn quay lại cũng vô Preference Bundles, và các bạn copy thư mục littlex.bundle này vào kia. Rồi sau khi các bạn copy xong, các bạn quay lại vô Preference Loader Preferences, và các bạn cũng vô đây copy file littlex.blist này vào đây. Đó là sau khi các bạn copy xong, thì những chức nào mà có cái phần Preference Bundle á, thì các bạn vô đây, các bạn tìm cái file mà có tên chức này nhưng mà không có đuôi gì á, các bạn bấm chữ Y này. Sau đó các bạn kéo xuống phần quyền truy xuất này, các bạn bấm vào chủ, và các bạn sửa phần max này là 0777 và bấm lưu. Đó, bây giờ chúng ta đã copy trick xong, bây giờ chúng ta sẽ phải respring máy để có thể cho trick này hoạt động. Rồi tiếp theo các bạn mở Terminus lên và các bạn bấm new host. Ở phần hostname này các bạn gõ 127.0.0.1, còn alias thì các bạn đặt tên gì cũng được, đây sẽ để sh. Và các bạn bật cái phần use ssh này lên, và ở phần username các bạn gõ trừ root, mật khẩu là alpine a l b phở y ngắn n e, và các bạn bấm save, rồi bấm kết nối một lần cho nó không có gì để cho nó chạy. Để khi các bạn mở iSuperSU lên thì các bạn thấy là phần server auditor này xuất hiện, các bạn bấm vô, các bạn chọn unsandbox này, sau đó các bạn thoát ra, mở lại này và kết nối lại cái này, continue, done. Rồi sau đó các bạn gõ lệnh là queue on springboard, các bạn nhớ là chữ S và chữ B viết hoa nhé, và các bạn bấm enter là cái máy sẽ tự respring lại. Và các bạn thấy là chúng ta đã có màn hình khóa của iPhone 10. Đây chúng ta có nút đèn pin đây, nút camera, control center kéo từ góc phải xuống đây. Đồng thời các bạn có thể, đây giao diện màn hình chính cũng như iPhone 10 là chúng ta có cái đốc tròn này. Và đồng thời khi các bạn mở cài đặt thì các bạn thấy là có status bar của iPhone 10 như là đồng hồ ở bên trái, sóng, wifi, pin ở bên phải, và đương nhiên các bạn cũng có cử chỉ để thoát ứng dụng đây. Đồng thời kéo lên giữ để mở đa nhiệm. Đồng thời các bạn có thể đóng app theo kiểu của iPhone 10 luôn. Đó, Control Center đây. Và khi các bạn vô cài đặt là cái phần tùy chỉnh của littlex xuất hiện ở đây. Và tuy nhiên là tạm thời có vấn đề gì đó nên chưa hoạt động, để mình kiểm tra lại. Thì ra chắc do tại littlex nó có hơi vấn đề về cài đặt. Nhưng thôi, mình có cài một cái khác, đó chính là BioProject này. Nhưng mà trước tiên các bạn phải tắt mạng đi. Cái BioProject này chính là bảo vệ khóa ứng dụng lại bằng vân tay hoặc là mật khẩu đây. Và các bạn thấy nó hoạt động cực kỳ tốt luôn. Chỉ mỗi tội là khi bị lỗi hoặc là thành công thì nó không rung thôi. Nhưng còn lại nó hoạt động cực kỳ ngon lành luôn. Ví dụ là mình có bật bảo vệ cho ảnh nè. Sau đó mình bật vô ảnh đây, nó sẽ khóa lại. Đấy, nhìn chúng ta dùng vân tay vẫn vô được. Và đương nhiên là sau khi nếu mà các bạn lỡ tay mà khởi động lại máy thì các bạn
mở rootless jailbreak lên và chạy lại, và đương nhiên các bạn cũng ngồi tính xác suất để nó respring lại, là coi như chúng ta đã jailbreak lại được rồi. Và đó chính là cách các bạn jailbreak iOS 11.3.1 tạm thời và đồng thời cài trích lên để mà xài trong khi chờ Electra jailbreak. Và đó là video của hôm nay, và cảm ơn các bạn đã theo dõi.